Xin chào, tôi tên là Ngô Thanh Vũ, hiện đang công tác tại công ty Fujifilm Business Innovation Việt Nam và đang giữ chức vụ là phó giám đốc kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fujifilm Business Innovation Việt Nam là công ty con của tập đoàn Fujifilm Business Innovation. Chúng tôi cung cấp các giải pháp nhằm giúp khách hàng cải tiến môi trường làm việc và tăng trưởng trong kinh doanh thông qua 3 lĩnh vực chính. Lĩnh vực về trang thiết bị văn phòng, bao gồm các thiết bị máy in để bàn và thiết bị đa chức năng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn để tối ưu hiệu quả sản xuất. Lĩnh vực về giải pháp văn phòng, chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng cải tiến môi trường quản lý cũng như giải quyết các vấn đề trong quản lý. Lĩnh vực về truyền thông đồ họa, chúng tôi cung cấp các thiết bị máy in kỹ thuật số dành cho lĩnh vực sản xuất và quản lý quy trình in ấn trong lĩnh vực in thương mại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp để số hóa quản lý tiếp thị nhằm tạo ra cầu nối và tối ưu hiệu quả thông tin giữa khách hàng và doanh nghiệp với nhu cầu ngày càng đa dạng. Chúng tôi đã xây dựng được nền tảng khách hàng vững chắc từ khi thành lập công ty vào năm 2010 cho đến nay. Bằng cách vận dụng nền tảng khách hàng này, chúng tôi có thể trực tiếp trao đổi với khách hàng các vấn đề của họ và đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết chúng. Theo dữ liệu từ một công ty khảo sát, công ty của chúng tôi đã đứng đầu thị trường máy đa chức năng A3 tại Việt Nam trong 10 năm liên tiếp từ 2013 đến 2022. Chúng tôi rất tự hào vì nhận được sự ủng hộ từ phía của khách hàng. Team Business Innovation sẽ nỗ lực không ngừng để giải quyết các vấn đề về quản lý của khách hàng. Với tư cách là một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực đổi mới trong kinh doanh, dựa trên những bí quyết và kinh nghiệm đã tích lũy qua hơn 60 năm trong việc nghiên cứu phát triển, sản xuất, phân phối, kinh doanh và phục vụ khách hàng. Tầm nhìn của Fujifilm được xây dựng từ văn hóa doanh nghiệp cởi mở, công bằng và rõ ràng. Cùng với công nghệ độc quyền tiên tiến hàng đầu, chúng tôi quyết tâm duy trì vị trí là công ty hàng đầu bằng cách mạnh dạn chấp nhận thử thách phát triển sản phẩm mới và tạo ra giá trị mới. Và chúng tôi với sứ mệnh không ngừng cải tiến và vượt qua mọi rào cản để mang đến thành công cho khách hàng bằng việc đầu tiên cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ chất lượng cao. Kế tiếp, tối ưu hóa quy trình làm việc của khách hàng trong nhiều môi trường làm việc khác nhau. Và cuối cùng là triển khai các quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả của việc sử dụng thông tin và kiến thức, cho phép khách hàng tập trung vào giá trị lỗi và thế mạnh của chính mình. Đến với triển lãm Việt Nam ICTCOM 2023, chúng tôi hy vọng có thể tạo ra cầu nối giữa các cộng sự chiến lược của chúng tôi trên toàn cầu và các đối tác trong lĩnh vực IT cũng như khách hàng của chúng tôi. Hẹn gặp lại mọi người tại triển lãm Việt Nam ICTCOM 2023 tại gian hàng H22-24 từ ngày 8 đến 10 tháng 6.